Rồi em quay tiếp cho các bác quay cái cây khoan tâm hai đầu nhé. Hàng này có Yamagawa, hãng Japan, thiếp gió. Đầu này là 6 ly. Cái này 60 độ nhá. Nhân đi 16, đây là cái cán này 16 nhá. Thì hàng còn khá là đẹp. Bên em mới về công ty mới về đây. Thì các bác có nhu cầu dùng thì inbox nhá. Còn cái loại là nữa không? 6 x 6 x 6 x 6 10. Đây là một loại. Thì là những cái hàng nào đẹp thì bên em sẽ xuất đi nhá. Còn là nó bé mé thì bên em không xuất đi. Hàng bán cho các bác là đảm bảo 100% hàng đẹp. Đến kiểm tra hàng đẹp thanh toán, không đẹp thì trả lại hàng. Đó. Nói chung là hàng này là tận dụng cho các bác là rất tuyệt vời. Còn nếu hàng hãng thì hàng hãng thì tương đối là cao. Nếu mà một cây mới này thì các bác dùng trong cơ khí độ chính xác thì các bác biết đấy, nó không hề rẻ đâu. Đây có cái cây này này. Cây này là đầu này là D10. Cũng nhân 60 nhân 18. Cái cán này 18. Hàng này bên em cũng vẫn còn rất nhiều. Đấy, to nữa. Đây. Đẹp chưa? Rồi, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video.